Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bờ Lờ Đẹp. Hôm nay em mang đến cho các anh một bộ set may mắn đến từ nhãn hiệu Lubinski. Mẫu này có mã hàng là 80003. Thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 80003 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm. Các anh cũng có thể là nhớ mã sản phẩm ở trên góc trái màn hình. Để khi mà gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng đọc đúng mã sản phẩm bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh. Tránh nhầm lẫn là mất thời gian của các anh. Bộ set hôm nay em giới thiệu đến các anh là một bộ set đến từ nhãn hiệu Lubinski. Hộp hai lớp rất là sang trọng, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp trong các dịp lễ quan trọng. Trong những bộ set mới nhất của Lubinski và thừa hưởng cái logo thiết kế mới nhất của Lubinski, nó mềm mại hơn nhưng cũng như là nó thời trang hơn và nó cũng thời thượng hơn nữa. Và cái icon mới của Lubinski đó là một con sư tử đội một cái vương miện lông vũ. Nó phong cách rất là Ai Cập cổ đại, một cái phong cách mà Lubinski theo đuổi bấy lâu nay. Một cái bộ set dành cho sự phụ kiện siga. Lubinski được rất là nhiều anh yêu thích bởi vì là cái giá thành của nó vô cùng là bình dân cũng như là cái chất lượng vượt trội so với nhiều hãng khác. Hôm nay em mang đến một cái bộ set bao gồm một cái gam màu đỏ mật rất ấn tượng, cũng rất là đẹp nhưng cũng rất là thời trang, cũng rất phong cách và lịch sự luôn. Bộ set bao gồm 3 món dành cho xì gà, một dao cắt giọt nước, một gạt tàn giọt nước, một bật lửa. Một chiếc bật lửa, đầu tiên về chiếc bật lửa rất nhiều cảm hứng. Một chiếc bật lửa giống như cuốn sách gấp ngược, giống như một cuốn sách gấp thu nhỏ lại đó, rất giống một cuốn sách gấp. Ở đây thì cũng có một cái cổng bơm ga cũng như là điều chỉnh ga đó thôi, to nhỏ rất là tiện lợi cho các anh khi mà các anh chủ động để bơm ga. Thì khi mà mua bật lửa thì các anh cũng nhớ là mua thêm một bình ga chất lượng để giúp ra được một cái mật ngọn lửa khò xanh như thế này. Như các anh quan sát thì ngọn lửa đang cháy nhưng mà các anh gần như là không thể quan sát được ở trên cái màn hình này bởi vì ngọn lửa xanh rất là sạch, nó được nạp bởi một cái lượng ga rất sạch. Chính vì vậy là các anh nên chọn cái loại ga chất lượng, ít tạp chất. Ga chất lượng thì thường thì giá thành nó cũng không hề rẻ và nó cũng không bán tràn lan ở trên thị trường. Chính vì vậy là các anh nên tìm những cái điểm mua bán uy tín để chọn cho mình những cái bình ga chất lượng nhé. Những cái bình ga thì chất lượng thì sẽ ít tạp chất hơn và khi mà các anh bật như thế này nó sẽ không để lại cái mùi ga, chính không có mùi ga nên nó sẽ không ám vào xì gà và giúp cho các anh thưởng thức trọn vẹn cái hương vị xì gà mà không cảm thấy hôi khó chịu đấy. Ga màu đỏ rất là ấn tượng và trên này thì có cái họa tiết là cái họa tiết tất cả các loại phụ kiện xì gà, bật lửa rồi dao cắt rồi là kệ đục xì gà, một cái tín đồ xì gà chính hiệu luôn. Tiếp theo đấy là một chiếc cắt giọt nước. Cái cắt giọt nước là cái loại cắt được mua nhiều nhất trong thời gian qua. Nó thứ nhất là nó có cái ngoại hình khá là đẹp, khá là ấn tượng. Thứ hai nữa là nó là một cái loại dao cắt dễ dùng nhất ở trên thị trường hiện nay. Với một cái lưỡi dao bấm đôi như thế này, nó giúp bấm nhanh bởi vì nó bấm từ hai phía, chính vì vậy nó không làm vỡ cái lá xì gà bên ngoài cũng như là không làm rách cái cấu trúc, cũng không phá hỏng cái cấu trúc xì gà đấy, giúp các anh có thể là bấm nhanh bấm ngọt một cái điếu xì gà. Với cái cắt em đang cầm ở trên tay thì nó phù hợp với cái ring size từ 54 trở xuống. Ngoài ra thì cái gam màu của nó là gam màu đỏ mật, đồng nhất với cái set này, và cũng là một cái họa tiết đồng nhất với cái set này là cắt rồi đục rồi kệ rồi bật lửa dành cho xì gà. Một cái rất là phong cách xì gà dành cho những người yêu thích xì gà, và một cái ga màu cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra thì ở đây có một cái khóa như thế này, giúp các anh chỉ cần thao tác một lần thôi là có thể mở được hai lưỡi dao cùng lúc, rất là tiện. Lưỡi inox giúp các anh cực kỳ là bấm nhanh bấm trường ở trong thời gian rất là dài đấy. Lưỡi cắt giúp các anh có thể là đảm bảo cắt nhanh cắt ngọt một điếu xì gà. Giọt nước rất là đẹp, rất ấn tượng. Và tiếp theo, cuối cùng, đấy là ở trong bộ set này là một chiếc gạt tàn đơn, một chiếc gạt tàn một điếu. Wow, cái gam màu đỏ cực kỳ ấn tượng luôn, màu đỏ mận, các anh nhẹ, full đỏ mận luôn. Và cũng cái logo đặc trưng, cái logo đặc trưng và cũng là cái phần cái họa tiết là cái họa tiết kèm đồng nhất với lại hai cái món còn lại, những cái phụ kiện xì gà dành cho tín đồ xì gà, khay rãnh đỡ một điếu giúp các anh lịch sự hơn ở văn phòng làm việc hoặc là
ở nhà hoặc là phòng tiếp khách. Cái gạt tàn một điếu này cũng có một cái kích thước khá là vừa vặn ở trong lòng bàn tay, giúp các anh có thể cầm ra ngoài, di chuyển ra ngoài, hoặc là có thể là để vào cặp táp đi làm, đi công tác, đi du lịch đều ok luôn. Được làm từ kim loại nguyên khối, chính vì vậy là cầm rất là chắc tay, cực kỳ chắc, chắc lắm các anh ạ, rất thích luôn. Và siêu bền. Và ở phần mặt lưng này thì được phủ một cái lớp nhung giúp chống trơn trượt ở trên mặt bàn kính hoặc là các mặt bàn trơn trượt, giúp các anh an tâm hơn. Với cái diện tích nhỏ như thế này thì một cái bàn làm việc chật chội thì cũng rất là phù hợp luôn, không chiếm nhiều diện tích. Đấy, một bộ phụ kiện Luminsky rất là chất lượng và gam màu cũng là ấn tượng, cái họa tiết độc đáo dành cho tín đồ xì gà. Cái này thì mua khoảng làm quà biếu thì cũng cực kỳ là ok luôn, bởi vì cái form hộp rất là sang trọng, cũng như là cái logo mới của Luminsky chất lượng tuyệt vời, cũng như là cái gam màu đỏ may mắn giúp cho cái bộ quà tặng của mình thêm ý nghĩa. Anh nào mà kết cái bộ sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website, hoặc là cũng có thể xem thông số kỹ thuật cho từng sản phẩm một ở trên website ambe.vn. Để mà tiết kiệm thời gian cũng như là bảo mật thông tin thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.